Tí là nó thật sự nó cháy thật, tí cháy thật đấy à. Rồi chiêu mọi người vậy thôi. Đầu xuân năm mới kính chúc tất cả quý khách hàng của em Xuân Bắc nhiều may mắn, gặp nhiều điều may. Ngày hôm nay đầu xuân em Bách sẽ giới thiệu nhanh quý vị các bạn chiếc xe GLS 450 màu đỏ. Đấy, màu đỏ để chứng tỏ tất cả mọi người năm Quý Mão sẽ gặp nhiều điều may, ấy sẽ gặp nhiều vận đỏ. Đó. Thì chiếc GLS 450 này là một chiếc xe không hề xa lạ với tất cả những khách hàng mà yêu thích dòng xe Mẹc nói chung và dòng xe 7 chỗ cỡ lớn nói riêng. Trong dòng xe Mẹc này thì là GLS 450 4MATIC. Đó, chiếc xe này là 7 chỗ nhá, 7 chỗ cỡ lớn nhá. Chúng ta hãy đi gần chiếc xe này để nói nhanh về chiếc xe GLS này đi. Chiếc GLS này chúng ta không cần phải nói nhiều nữa, không cần phải review nhiều nữa. Nó là dòng 7 chỗ cỡ lớn của Mẹc rồi. Nó là dòng 7 chỗ mà nó là phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc tại Hoa Kỳ nhá. Và đây, xin mời bạn hãy quay gần một chút cái màu đỏ này. Và đặc biệt tại sao là rất là hay, rất là may mắn là ngày hôm nay cũng là ngày đầu xuân thì showroom của Anju chúng tôi đã trưng bày chiếc này có sẵn giao ngay màu đỏ để tạo nên cái không gian cực kỳ là ấm áp tại mùa xuân này. Cái màu đỏ cũng là màu cảm giác là màu của Tết đấy, đúng không ạ? Đấy, màu của Tết. Và chiếc này đặc biệt có sẵn giao ngay, mọi người lưu ý nhá, có sẵn giao ngay. Đó, và cái màu này cũng là màu đặc biệt. Màu này như tôi được biết thì là một năm cả nhà, cả khu vực miền Bắc chắc là chỉ về đâu đó khoảng 2-3 chiếc thôi, đúng không ạ? Khoảng 2-3 chiếc nhỉ? 2-3 chiếc thôi, cũng không phải nhiều. Với những người mà không có tức là về kén màu đỏ chẳng hạn thì màu này có bán, nhưng mà để mà vào tay những cái người mà thích màu đỏ mà chỉ thích những cái dòng màu đỏ thì thôi, thì thật sự cái màu đỏ này là đã vào những cái khách hàng như vậy thì kết vỡ đĩa luôn, thật sự luôn, kết màu đỏ là màu đặc biệt, cũng sẽ dành cho những khách hàng đặc biệt. Và xin mời bạn hãy quay xa một chút để cho khách hàng chiêm ngưỡng. Đấy, chúng ta nhìn nhá, đây là chiếc GLS 7 chỗ màu đỏ, quay rất xa thì mới trọn vẹn được cái không gian độ dài của chiếc GLS 7 chỗ này. Đấy, GLS 450 4MATIC phiên bản nhập khẩu màu đỏ rất rất hiếm, rất ít khi về thị trường Việt Nam. Và nội thất của nó đang là một nội thất màu kem. Nội thất màu kem nhé. Nội thất màu kem rất là đẹp. Xuân Bắc rất là thích cái màu nội thất màu kem này. Tuy nhiên là nội thất màu kem chúng ta phải giữ một chút xíu. Đây, ra đây. Đó. Mình ra thiết kế cửa sổ trời panorama. Đấy. Đây, đi lui lại một chút xíu để nhìn vào cái hàng ghế thứ hai. Xem trọn vẹn cái màu nội thất màu kem nó sẽ như nào. Tuy nhiên là sẽ là cửa hít nhá. Cửa hít và có rèm che nắng chỉnh điện này, rèm che nắng chỉnh điện, chỉnh điện đây, và cửa hít nội thất màu kem. Chúng ta hãy lướt nhanh thôi vì phiên bản GLS này đã được xem review. Nếu ai quan tâm dòng xe 7 chỗ cỡ lớn của Mẹc thì xem review rất nhiều trên kênh YouTube rồi. Nhưng mà ngày hôm nay cái điều đặc biệt là Xuân Bắc đầu xuân gửi đến một video ví dụ các bạn là chính là cái màu đỏ này là màu rất là hiếm đấy. Và có sẵn ra ngoài đặc biệt như vậy. Ngoài màu đỏ ra, Xuân Bắc cũng có sẵn những cái màu như là màu đen, màu trắng và hai màu cực hot, đặc biệt là màu đen. Chúng ta hãy đi vào phần cốp đi. Là nhanh thôi. Chúng ta đi phần cốp này, chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là cái ánh nắng nó chiếu vào cái màu đỏ này này. Đấy, có một cái là Xuân Bắc bật mí một chút là cái màu đỏ của dòng xe nhập nó sẽ tươi hơn cái màu đỏ của một số xe trong nước. Ví dụ như CE, GLC tươi hơn một chút xíu khi mà gặp ánh nắng nhá, nó sẽ phát tươi hơn. Đó. Đấy, đây là cốp này. Hàng ghế thứ ba chỉnh điện này. Đó. Ghế thứ ba chỉnh điện nhá. Đấy, chỉ bằng nút bấm này thôi, rất đơn giản thôi, chúng ta chỉnh điện hoàn toàn hàng ghế thứ ba lên. Kể cả hàng ghế thứ hai cũng vậy, chúng ta sẽ chỉ cần chỉnh điện thôi, tất cả các nút bấm chỉnh điện đây. Đó. Với chiếc GLS này thì với giá bán hiện tại đang hơn 5,3 tỷ một chút xíu thôi. Đấy, đang sở hữu một chiếc GLS 7 chỗ cỡ lớn của Mẹc, mà đặc biệt là các option miên man. Các option thì có rất nhiều cái video của tôi chi tiết hơn về
GLS, chúng ta có thể tìm hiểu thêm. Đây là chiếc màu đỏ, tôi nhấn mạnh ở chiếc màu đỏ rất là đặc biệt, tôi không thể cưỡng lại được, tôi quay lại cho quý vị cùng xem. Với động cơ là 3.0 đưa ra là 365 mã lực, thì trên cái tiêu chuẩn này, với mức tiêu hao nhiên liệu đường kết hợp này, chúng ta nhìn thấy này là 12 lít này, đường đô thị là 13, hơn 13 lít một chút này, đường ngoài đô thị là 11 lít này, thì thấy rằng là với mức tiêu hao nhiên liệu như này, chúng ta sẽ đánh giá là xe mẹt hiện tại là tiết kiệm nhiên liệu nhờ các công nghệ hiện tại kết hợp đấy, ví dụ như là EcoBoost này, rồi là các cái phần về máy động cơ turbo chẳng hạn, vân vân và vân vân, rất nhiều cái kết hợp lại để giúp cho một cỗ máy hoàn hảo hơn đấy, vận hành mạnh mẽ hơn nhưng mà tiết kiệm nhiên liệu đó. Bạn có thể quay vào phần chút vào phần đằng trước, ví dụ chiêm ngưỡng lại thêm về cái màu đỏ này đó. Chắc chắn rồi, cụm đèn sẽ là cụm đèn multi beam LED, cụm đèn cực kỳ hiện đại, hiện tại bây giờ trang bị trên xe mẹt nói chung trên toàn cầu nhé. Cái lốp la răng này 21 inch đó. Thế nhưng mà còn có một số khách hàng này, nếu mà lấy xe xong có thể mình có thể trang bị cái bậc lên xuống dạng thò thụt như Maybach này, cũng rất là đặc biệt. Đấy, như này thì cũng đã là ok rồi, nhưng mà nó sẽ thò thụt ra thò thụt vào đó, của dòng Maybach. Tôi đã từng làm 2-3 chiếc cho khách rồi rất là khách rất là thích đó. Rồi có một điểm khác biệt một chút xíu xin giới thiệu nhanh cho quý vị các bạn, đó là đây là bản V1 đấy, chúng ta có thể nhìn vào đây bản V1 nhé. Bản V1 nó sẽ bị thiếu do chip bán dẫn, thì thế để mà cung cấp đủ cái gọi là trả hàng cho rất nhiều các đại lý trên toàn khu vực châu Á, thì nhà máy cũng phải chấp nhận rằng là phải lược bỏ cái phần gọi là bộ nhớ ghế này và vô lăng điện. Hiện tại vô lăng đây là vô lăng chỉnh cơ, với bản V0 thì đầy đủ nhá, còn bản V1 đã bị thiếu những cái này, thì vì thế chúng ta bị tạm thời bị thiếu với cái bản gọi là bản này là bản V1, nhưng mà giá sẽ rẻ hơn một chút xíu thôi đấy, hơn 100 triệu đấy. Với bản V0 thì giá là hơn 5.4 tỷ cơ đấy, thì chiếc này hơn 5.3 tỷ, thì chúng ta sẽ ra thì với cái bộ nhớ ghế thì cũng có thể một số người có chấp nhận được, không phải cái gì đều không thể chấp nhận được ở đây. Sao nào, tôi chỉ đứng ở đây xem mà tôi bé nhỏ như thế nào khi đứng với chiếc GLS 450 này nhá. Wow, thật sự tôi cảm giác thôi, tôi đã cực kỳ bé nhỏ trên chiếc GLS 450 này. Và tại vì sao, tôi đã điều tra rất là nhiều và đã hỏi thử rất là nhiều những khách hàng tham khảo và hỏi mẫu xe GLS tại sao anh chị thích mẫu xe này, vì điều đầu tiên đó là cái mẫu xe này là cái giá, mức giá rất hợp lý so với các cái mẫu xe tương xứng trên thị trường. Một cái mẫu xe mà có hơn năm đâu đó là 5.3 tỷ, hồi cái thời điểm mà trước đó 1-2 năm thì nó rơi vào khoảng 5.1 tỷ, có thời điểm là đầu tiên là 4.9 tỷ đó, tức là mức giá cực kỳ hợp lý so với cái phiên bản 7 chỗ cỡ lớn mà dòng xe sang như này rất nhiều người chuộng. Nay nó đã tăng lên một chút xíu rồi, tăng dần đều hơn 5.3 tỷ. Rồi, chắc là video tôi xin phép được tạm dừng tại đây đấy, để giới thiệu quý vị các bạn nhanh chiếc GLS 450 màu đỏ này, rất là đẹp. Kính chúc quý vị các bạn một năm Quý Mão sẽ đỏ rực rỡ đầu xuân năm mới. Xuân Bắc cũng ngụ ý rằng giới thiệu chiếc xe này cũng để cho một năm rực rỡ và đỏ như chiếc GLS này. Chiếc này đang có sẵn giao nghe nhé, nếu anh nhanh tay, nếu mà bắt gặp video này hãy liên hệ tới em Bắc số điện thoại bên dưới màn hình. Và bây giờ video kết thúc tại đây. Kính chúc mọi người xem video vui vẻ và cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi kênh của Xuân Bắc. Kính chào, hẹn gặp lại.